Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thô mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thô mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Em ở dưới. Ngang đường. Cứ bị chơi năng đời bố mày cho nhắn nó bị kêu cái gì mua thằng ghê rồi cái nhắn tiền ra chứ khác ghét quá đủ xì là mình đây tô màu xong nhá các bạn nhá. Ui mẹ mày xấu chút. Dễ quá. Lại ỉ à? Lại ỉ. Dễ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhá các bạn nhá. Thêm một điểm đâu. Điểm bất bệnh. Nhưng mà Khiêm đi không đấy? Nhưng mà nay nói chuyện lớp nó chắc chắn đi không đấy? Ừ, chắc chắn. Nó ok rồi. Nó bảo không những đi gì ở chúng ta. Cho tao ok. Bãi rồi không uống nước ngọt được. Anh ơi, sao biết sản phẩm tô mò rồi anh? Đây. Mẹ mày ba chồng dưới kia đi mẹ cô gần thì hết rồi. Nhưng mà hai hôm mới được nhiều thế này vẫn ít. Một suất giả ra từ hai tay này đúng. Thế này là sao? Yêu em nhiều lòng này nhói đau, thương em nhiều tình biến sâu, em có thương thì sao em sẽ nát tâm can, hòa thì thứ theo bóng trăng vàng. Giá như bây giờ
giá như em ở đây. Vậy là mình đã tô màu xong. Nếu bạn nghe cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người nha. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời nên mình sẽ tô một sản phẩm đẹp nhất để cho mọi người xem. Và các bạn thứ hai, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ mình sẽ đi tô màu thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn.
Bây giờ mình đã tô màu xong cái nha bạn nha.